Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Hải, sinh năm 1992, trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đây, Trần Văn Hải và chị Đặng Thị Thu Trang có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Khi biết chị Trang có người yêu mới là anh Tôn Tùng Hải, trú tại huyện Rồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, do ghen tức nên khoảng tháng 3 năm 2015, Trần Văn Hải đã tìm đến nhà trọ của chị Trang đang ở đường Lâm Quang Ki, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tìm anh Tôn Tùng Hải để nói chuyện. Khi đến nhà trọ thấy anh này đang nằm ngủ trong phòng, Trần Văn Hải đã dùng dao đâm liên tiếp gây thương tích nặng cho nạn nhân. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an đang hoàn tất hồ sơ truy cứu Trần Văn Hải theo quy định của pháp luật.